Phi Nhung bé thất vọng lắm con ơi, tưởng rằng con càng bệnh sẽ qua đi. Nào ngờ đâu con vĩnh biệt trừng kỳ, đau đớn lắm các con của con ngờ ngát. Bác nghẹn lòng cầu cho con siêu thoát. Tội nghiệp con người ca sĩ Phi Nhung, cả cuộc đời làm ca sĩ đến tận cùng. Gần 20 năm con hăng say tự thiện, thân một mình nuôi đàn trẻ mồ côi. Tấm gương sáng của con thật tuyệt vời, sống đức độ người bao dung nhân cách. Đến hôm nay con ra đi thật là hãy yên lòng con của con có người nuôi, người tỷ phú hoàng kiều thầy còn đó nhung ơi. Các con con đã có nơi nương tựa, đừng buồn đừng phân vân gì nữa. Khi con mất đi trên đời buồn vô tận, cuộc đời con thân phận khổ nhiều rồi. Tên Phi Nhung lần lẫy khắp mọi nơi, xuống suối vàng vẫn là người nổi tiếng. Gần ba tuần con vĩnh biệt trần gian, mà trên mạng vẫn không hề ngơi nghỉ. Cả nước thương con trong lòng đầu rầu rĩ và cả nước hải ngoại đau lòng nhớ thương con. Phi Nhung ơi thương tiếc trái tim con, bao nghệ sĩ vẫn ra đi bình thản. Tuy thương tiếc nhưng chưa từng rung động, Phi Nhung con cả nước thấy đau lòng. Dù ai ghen ai ghét cũng không bằng. Tên Phi Nhung đã lần danh sầu thẳm, con ra đi tiếng sầu ơ thầm thẳm. Bên tài người cả tổ quốc Việt Nam, Phi Nhung con cũng một kiếp trần gian. Bác thương con ôi cuộc đời cờ cực Khi tiếng chào đời còn đã xa tiền tổ Cuối đời nhắm mắt cũng không yên Kẻ ác miệng sao lắm nhiều chuyện Gần ba tuần qua vẫn lầm sầm không nghỉ Ông trời ơi xin ông soi cho kỹ Người chết rồi kẻ ác vẫn không tha Phi nhung kia lòng dạ tốt lắm mà Họ vẫn cố nhẫn tâm chà đánh xác Phi nhung ơi cầu cho con siêu thoát việc trần giang có pháp luật mà con mạnh quỳnh lần đầu hé lộ biệt thự đẹp như mơ nói về tình đồn có nhà trăm tỷ người ta đồn nhà tôi mấy trăm tỷ làm gì có chuyện đó nghe mơ hồ quá tôi sống nhẹ nhàng lắm không có chuyện đó mạnh quỳnh nói mạnh quỳnh là một ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc bolero suốt mấy chục năm qua anh và Phi Nhung được biết đến là cặp bầy trùng trên sân khấu, vang danh khắp trong nước lẫn hải ngoại và vô cùng đắt sô trên khắp thế giới. Tuy nổi tiếng là vậy, nhưng Mạnh Quỳnh lại chọn cho mình lối sống kính đáo không phô trương hay chia sẻ về đời tư. Không giống như những ca sĩ khác, Mạnh Quỳnh hầu như không tiết lộ về nhà cửa, xe cộ. Chính vì thế, công chúng càng tò mò và đón già đón non về tài sản sự giàu có của anh mới đây mạnh quỳnh đã khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải một đoạn clip cận cảnh khu vườn sau biệt thự nhà anh tại mỹ sau một cơn mưa dù mạnh quỳnh chỉ quay một góc khu vườn sau nhà mình nhưng tất cả khán giả đều thấy được sự bề thế của nó vườn nhà anh được bài trí ngăn nắp gọn gàng đầy đủ tiểu cảnh và có lầu vọng để mạnh quỳnh ngồi thư giãn sáng tác nhạc Nhìn vào clip ai cũng thấy thích thú khi thấy khu vườn trong biệt thự của Mạnh Quỳnh có khung cảnh đẹp như truyện cổ tích. Với khuôn viên rộng rãi, trồng đủ các loại hoa, cây cối nhiều màu sắc, các loại cây đều thuộc xứ ôn đới, ra lá đỏ, lá vàng nên nhìn vô cùng bắt mắt, lãng mạn. Anh chia sẻ, đây là khuôn viên sau vườn nhà tôi, mùa hè nở hoa rất đẹp, giờ tàn hết rồi, mọi người thấy đấy, cây trong vườn nhà tôi đang đổ lá rất đẹp. Trong vườn nhà tôi có một căn nhà nhỏ để mỗi sáng tôi ngồi uống cà phê sáng tác nhạc. Ngoài cây cỏ, vườn nhà tôi còn có chim chóc bay lượn làm tổ, nhìn rất thanh cảnh. Sau những ngày đi show, làm việc mệt mỏi, tôi lại ra khu vườn sau nhà này để hưởng không khí trong lành. Cuộc sống với tôi chỉ cần vậy là đủ. Sau khi quay xong khu vườn, Mạnh Quỳnh có lia mái biệt thự và khán giả thấy được. Căn biệt thự này xây dựng chủ yếu bằng gỗ, với lối kiến trúc phương Tây nên nhìn khá ấm cúng còn có cả sân chơi bóng rổ. Tuy căn biệt thự rộng lớn và bề thế là vậy, nhưng Mạnh Quỳnh chỉ nhận là một căn nhà đơn sơ. Anh nói, phía sau vườn là căn nhà nhỏ đơn sơ của tôi. Người ta đồn tôi, nhà tôi mấy trăm tỷ, làm gì có chuyện đó, nghe mơ hồ quá. Tôi sống nhẹ nhàng lắm, không có chuyện đó đâu. Cuộc sống của tôi rất bình dị, chỉ đi làm kiếm tiền rồi nuôi các con ăn học. Sau khi xem đoạn clip của Mạnh Quỳnh, đa số khán giả đều tỏ ra thích thú và ngưỡng mộ trước cuộc sống thanh bình anh đang có. Sáng ngày 14 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh cho F1 đi làm, Việt Nam đã nhận 113 triệu liều vaccine. Doanh nghiệp có 80% người lao động tiêm đủ vaccine hoặc F1 đã tiêm đủ vaccine sẽ được làm việc. Đây là hướng dẫn rất mới của thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên kể từ đầu vụ dịch, các trường hợp F1 được làm việc bình thường. Văn phòng chính phủ vừa có thông báo cho biết đồng ý với lộ trình đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine phù hợp với hệ thống công nhận quốc tế. Cụ thể, thí điểm đón khách du lịch quốc tế an toàn tại Phú Quốc, Kiên Giang từ ngày 20 tháng 11 này, từng bước mở đón khách quốc tế tại các điểm đến trong nước, bao gồm Hạ Long, Quảng Ninh, Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Lạt, Lâm Đồng và Hội An, Quảng Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đón khách du lịch quốc tế trở lại kể từ tháng 3 năm 2020 khi dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tăng cường giám sát người ở tỉnh về. Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm mỗi một cho khoảng 780.000 trẻ từ 12 đến 17 tuổi trong vòng 5 ngày và 2 ngày tiêm vét. Ngày 28 tháng 10, thành phố bắt đầu tổ chức tiêm trên diện rộng. Như vậy thành phố phải hoàn toàn chiến dịch tiêm chủng này vào ngày 3 tháng 11. Tuy nhiên hôm nay ngày 4 tháng 11 vẫn còn quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, điển hình như quận Gò Vấp với số lượng dự kiến hơn 4.200 em. Trước tình hình nhiều người mắc COVID-19 từ các tỉnh thành khác trở về Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương quản lý dân cư chặt chẽ ghi nhận đầy đủ thông tin người về từ các tỉnh thành khác để giám sát, chăm sóc sức khỏe. Tổ chức xét nghiệm, cách ly y tế với trường hợp đến từ địa bàn có cấp độ dịch 4 hoặc đang phong tỏa, những người nghi ngờ hoặc chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn dịch cấp 3. Thông tin cấp độ dịch vùng phong tỏa căn cứ theo cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, đồng thời phải được rà soát tiền sử tiêm vaccine, các địa phương tổ chức tiêm ngay cho người chưa tiêm đủ vaccine, trong đó ưu tiên cho người từ 50 tuổi trở lên, có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người lao động làm việc tại khu cụm công nghiệp, doanh nghiệp có 80% người lao động tiêm đủ vaccine, f1 được đi làm. Theo hướng dẫn tạm thời phương án phòng chống dịch covid-19 tại các cơ sở kinh doanh, khu công nghiệp, doanh nghiệp đã được sở y tế tp. Hồ Chí Minh ban hành. Khi phát hiện F0, trường hợp doanh nghiệp có trên 80% người lao động tiêm đủ liều vaccine thì F1 được tiếp tục lao động. Đồng thời, F1 được xét nghiệm vào ngày 3, 7 và tiếp tục mỗi 7 ngày đến khi không còn phát hiện F0, khai báo sức khỏe mỗi ngày và xét nghiệm ngay khi có triệu chứng. Trường hợp cơ sở sản xuất có dưới 80% người lao động tiêm đủ liều vaccine, đối với F1 chưa tiêm đủ liều vaccine thì cách ly 14 ngày tại nhà hoặc cơ sở cách ly xét nghiệm vào ngày thứ 14. Đối với F1 đã tiêm đủ liều vaccine thì xử lý như trường hợp F1 của cơ sở sản xuất có trên 80% người lao động đã tiêm đủ vaccine. Đã tiếp nhận trên 113 triệu liều vaccine, tháng 11 thêm 34 triệu liều. Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, đến ngày 3 tháng 11, Việt Nam đã tiếp nhận trên 113 triệu liều vaccine, đã phân bổ 105 triệu liều. Đến nay đã tiêm được trên 85 triệu liều, trong đó có 25 triệu người tiêm đủ hai mũi. Tỷ lệ tiêm đủ mũi của Việt Nam đã đạt trên 35% người từ 18 tuổi. Dự kiến tháng 11 sẽ có 34 triệu liều vaccine COVID-19 chuyển về Việt Nam. Mục tiêu của Bộ Y tế là tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên trong năm 2021 tiêm phủ mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Trong tháng 1 năm 2022, tiêm phủ mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.